Xe này đẹp các bạn, nội thất zin các bạn, nội thất màu kem mà chủ xe vẫn giữ được cái bộ ghế zin như này đây. Để mà mẹc mà nội thất kem thì từ xưa đến nay rất là nhiều bác thích rồi, tại vì cái nội thất kem này nó rất là đắt tiền các bạn nhá, nó rất là sang trọng và nó sạch. Đây là ghế zin ạ, nguyên bản của nhà máy từ đầu đây mà vẫn giữ được như này. Đây ạ, cái trần lỉ này, trần lỉ rất là đẹp, căng đét luôn, đã độ lên sàn 5D này, nội thất zin này, táp ly zin này. Giá có 97 triệu thôi, rẻ như một chiếc SH các bác nhá. SH bây giờ xe máy SH giờ cũng phải trên 100 đúng không ạ? Nhưng con này có 97 triệu thôi. Mở lại số tự động, có màn hình Android đa chức năng này, đầy đủ này. Kết hợp cam lùi này, âm thanh hay, nội thất đẹp các bác nhá. Máy có 1.8 thôi, được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng mẹc ạ. Đường cao tốc có 7 lít rưỡi thôi. Táp lô này các bạn nhìn này, táp lô zin này. Con xe này là mới về các bác nhá, con xe này là mới về luôn đấy ạ. Con xe này không phải dọn nhiều, nó sẵn bán luôn. Một chiếc xe còn chất lượng và đẹp như này đây mà bên em bán có giá có 97 triệu thôi, rẻ như xe máy ạ. Quá chất lượng luôn. Sau đây em quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này nhá. Và đây là táp ly zin các bác này, táp ly zin đây, có điều hòa đằng sau nhá, đó, có điều hòa đằng sau này các bác này, đây ạ, có vùng điều hòa đằng sau đây, đó. Con này máy móc thì vẫn hoạt động bình thường nhá, máy móc vẫn hoạt động bình thường. Vô lăng đây ạ, đó, vô lăng đây. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe đây. Con xe được mang tên là Mercedes. Không nhá. Đây là nội thất của nó là zin nguyên bản các bác nhá. Có đằng sau là màn hình đầy đủ đây, cam lùi. Các bác xem cái vô lăng này. Đó. Vô lăng còn đẹp nhá. Đây vô lăng đẹp, quay xa cho bác xem rõ này. Vô lăng đây các nhá. Màn hình đây. Có số tự động ạ. Máy lổ khá êm các nhá. Máy lổ êm luôn. Màn hình đầy đủ này. Từ những phần thắt lưng đây. Đẹp từ sàn đẹp đi. Các bác nhìn cái sàn đã sạch rồi. Màn hình đang khởi động đây ạ. Cam lùi đây ạ. LED căng. Từ phần táp lô đây. Khẳng định luôn nhá, để một cái dòng mẹc này ấy, mà nội thất màu kem, nó rất là sang, nó đẹp. Mà bên em bán giá có phải là cao không ạ? Cực rẻ đúng không ạ? 97 triệu. Mercedes C180 sản xuất năm 2003. Đó. Số tự động nhá các bác nhá, số tự động ghế điện này. Thủ xe cẩn thận đang từ phần gối đỡ của em. Gối cho là êm đỡ mỏi này. Ghế điện này đang hoạt động này. Quá chất lượng luôn. Em mời các bác em xem phần khoang máy luôn. Máy lổ êm rồi nhá. Máy lổ êm này. Máy 1.8 thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Toàn bộ giằng đầu nguyên bản này. Máy đang lổ đây, lổ khá êm, lổ tròn tiếng.
Nói chung là cái tầm tiền này các bác khẳng định luôn nhé, em khẳng định luôn đấy ạ, các bác không thể tìm được cái chỗ nào có rẻ hơn, được chưa? Và xe nó còn chất lượng như con xe này. Đây các bác xem này, màn hình đây, màn hường đây, màn hình có tất cả chức năng này. Tầm tiền hợp lý các nhá, tầm tiền khá hợp lý luôn, có 97 triệu thôi. Mercedes C180 sản xuất năm 2003, số tự động, bên em bán 97 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác. Con xe này đã rút hồ sơ rồi các nhá, tháo biển rút hồ sơ rồi. Em quay cái này nhìn rất là chi tiết rồi, lỉ này, mới đẹp này, cốp sau này. Đằng dưới đây ạ, cốp rộng rãi này, sạch này. Đây mới về chưa dọn các nhá. Có lốp dự phòng đầy đủ. Nhựa đây, mới đẹp này. Toàn bộ lỉ xung quanh này. Nhìn từ cái táp ly đã sướng rồi. Nguyên bản đẹp, màu kem. Nhìn khá là sang xe. Ghế điện hoàn toàn hoạt động bình thường này. Đây là cửa hàng em nhé, số điện thoại em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang nhé. Bên em là cửa hàng nên là bán là có cam kết hoàn toàn bằng văn bản đầy đủ luôn cho bác, là xe không đâm đụng, không ngập nước, mọi chức năng của xe hoạt động bình thường. Đó, từ phần mâm đúc khá đẹp luôn. Con này biển số đẹp lên, chủ xe người ta thu hồi lại biển số, người ta đang người ta định danh nhé. Đây là gạt mưa. Có 97 triệu thôi. Bác nào khẳng định luôn, bác nào mà chốt muộn là sẽ rất là tiếc, tại vì con xe này bên em bán giá rất là hợp lý rồi. Khá hợp lý luôn đấy ạ. Cực kỳ tốt rồi. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang các nhá. Đó là tổng thành của xe Mercedes các bác nhá. C180 203 97 triệu bao rút hồ sơ. Có giá 97 triệu bao rút hồ sơ. Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.